Rồi lên test cho anh em hàng đẹp đó anh em ơi. Máy City Lút 100. Lồng sắt lửa 6 cục. Đó, cực đẹp nha. Máy này em bán giá 3,7 triệu nha anh em. Đây bộ 35 bấm điện nè, ken xe ben như mới nha. Đó, bộ bấm điện đây. Anh em nhìn hình đánh giá nha. Bộ lăng mới cát nè. Cốt trong tải nè. Máy này là mình thấy là nguyên zin nha anh em. Ốc nát này chưa đụng chạm hết nè. Lồng còn chữ trắng trắng nè. Màu siêu đẹp. Đó. Con này mã đầu là CTA1 nha anh em. Máy là lốc sơn xi zin toàn bộ ha. Bao với anh em máy này là mình thấy là đầu nồi là nguyên zin nha, chưa chạm nè. Bán thì mình bao cho anh em là đúng máy đã xe Honda Lim Hàn Quốc về chưa sử dụng tại Việt Nam. Bao anh em là máy sống qua lăng cũng quay được. Đó, còn anh em về gác máy lên nổ im không im thì mình không biết nha anh em. Đó, mình mua sao mình bán vậy thôi. Nhưng mà mình thấy như thế nào thì mình nói với anh em như clip rồi đó ha. Đó. Anh em càng thì alo mình nha. Máy này thì anh em xài vô quay rim được bình thường nha anh em. Anh em rim Thái là về gắn IC luôn. Đó, cái máy này cái qua lăng quá đỉnh anh em ơi.